Chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ lên một mặt hàng khá là thông dụng để gửi đến anh em. Đó là cái bộ vít góc vặn ốc đến từ hãng Trắc của nội địa Nhật. Đây là cái bộ vít góc đến từ hãng Osaka Giáp Băng. Mã chuẩn 49 luôn, mã nội địa luôn nha anh em. Thì cái bộ vít góc này nó gồm có một cây còng vít và nó ba bộ mũi vít, gồm có bộ mũi vít là mở ốc ba ke mũi dẹp và bộ mở ốc lục giác và một bộ mũi mở ốc hoa thị. Thì bộ mở ốc thì bình thường thì nó mở tới pha 1, pha 2, pha 3, trừ thì nó có mở 4 ly và 6 ly nè. Còn cái bộ mở ốc lục giác thì nó mở từ 2, 2.5, 3, 4, 5, 6. Còn mở ốc hoa thị thì nó mở tới tơ 10, tơ 15, tơ 20, tơ 25, tơ 30, tơ 40. Thì nguyên tắc nó hoạt động cây còn vít góc này thì nó có chức năng đảo hai chiều. Có nghĩa là có cái theo hệ thống bánh cốc thì nó sẽ đảo hai chiều. Anh em muốn đảo trái ra phải thì có cái nút nhấn đảo chiều như thế này để anh em ta mở bạn ốc vít. Thì cái bộ vít góc này nó khá là tiện lợi cho quá trình anh em mở lắp ráp các chi tiết ốc nhỏ để mà anh em vặn nhanh, thao tác nhanh chóng, lắp ráp nhanh. Nó rất là gọn gàng trong lòng tầm tay và đúc được những góc hẹp để anh em vặn. Thì cái bộ vít gốc đến từ hãng Trắc nội địa Nhật này rất là cần thiết cho những anh em thợ chuyên dụng là lắp ráp các chi tiết còn mở nhiều ốc khác nhau. Nó kèm rất là nhiều bộ mũi như thế này là khá là đầy đủ những con ốc vít anh em cần mở rồi, hoặc anh em sử dụng trong gia đình sửa chữa thì cũng có cái cần vít như thế này, cũng rất là tiện lợi. Và mình bán cái bộ vít gốc đến từ hãng Trắc nội địa Nhật này với giá là 300 ngàn chưa phí vận chuyển một bộ. Thì anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra mới thanh toán. Xin kết thúc video tại đây, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.